Chương 3. Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy nghĩ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Giêsu. Ngài đã trung tín với đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se trung tín với cả nhà Chúa vậy, vì Ngài đã được xưng là đáng vinh hiển cao trọng hơn Môi-se, chẳng khác nào thợ cất nhà được tôn trọng hơn chính cái nhà. Vả, chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên, mà đấng đã dựng nên muôn vật, ấy là Đức Chúa Trời. Còn về Môi-se, người đã trung tín trong cả nhà Chúa như một kẻ tôi tớ, gọi đến làm chứng về điều ngày sau sẽ được rao giảng. Nhưng đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Chúa, mà nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy, là sự chúng ta lấy làm vinh hiển. Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn, là ngày thử Chúa trong đồng vắng, là nơi tổ phụ các ngươi, hết công việc ta làm trong 40 năm, mà còn thử để dò xét ta. Nhân đó ta giận dòng dõi này và phán rằng lòng chúng nó lầm lạc luôn, chẳng từng biết đường lối ta. Này là lời thề mà ta lập trong cơn thạnh nộ rằng chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ của ta. Hỏi anh em, hãy giữ lấy kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng? Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Vì chúng ta đã được dự phần với đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng, trong khi còn nói rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn. Vả, ai là kẻ nghe tiếng Ngài rồi nổi loạn? Há chẳng phải những người nhờ Môi-se dẫn ra khỏi xứ Ai Cập sao? Đức Chúa Trời đã giận ai trong 40 năm? Há chẳng phải giận những kẻ phạm tội mà thay họ đã ngã trong đồng vắng sao? Ngài lại thề với ai rằng không được vào sự yên nghỉ của Ngài? Há chẳng phải những người không vâng lời sao? Vả, chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì cớ không tin.